Tập 25. Đi Vậy mấy người muốn tin là tôi với anh Bông có gì với nhau sao? Mà thật ra dù tôi với anh Bông có gì với nhau thì cô cũng không có quyền tức giận với tôi thế này. Đàn ông chỉ có thể có một vợ thôi. Vị trí đó là của cô Thiên, không phải của người khác. Và cũng không phải của cô. Mạnh miệng gớm nhỉ. Ăn cái tát được không? Này dừng lại. Dừng lại. Chị Sa Mai nói đúng đó. Mày không có quyền. Còn cô đi cùng tôi đi. Không sao, tôi tự về được. Tôi không hỏi ý cô. Tôi ra lệnh đó. Sao nào? Rồi sao? Hờ hững đứng xem mà không phụ giúp gì luôn à? Hay là thật ra chị giỏi lên mặt với tao, còn với người khác thì mày cũng chẳng có năng lực gì đúng không? Mày muốn đánh đúng không hả? Này, tao đã bảo mày rồi. Điều mà mày phải làm là gì? Làm gì? Cút khỏi đây. Thật ra thì Simon nói cũng đúng đó. Mày không đời nào được làm mẹ của con Bông. Vì nếu mà thật sự có phúc thì mày đã không làm gái dễ khuây ngay từ lần đầu. Con két. Nếu tao không sợ sẽ sảy thai thì mày không được tử tế đi khỏi đây đâu. Xin chào các vị, cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian cho tôi. Cả ngài nghị sĩ, ngài thống đốc với cả ngài thẩm phán. Thì hôm nay tôi sẽ không phiền thời gian của các vị quá nhiều. Tôi hiểu là các vị có nhiều trách nhiệm phải làm vì đất nước. Là thế này ạ. Mấy lâu nay tôi biết được là bố tôi vẫn luôn là người lo chuyện, gửi chút tấm lòng tới các vị. Nhưng bây giờ bố tôi cũng nhiều tuổi rồi. Nếu như các vị có gì muốn tôi giúp đỡ thì các vị cứ nói mọi chuyện ra, thì không phải ngại đâu nhé. Tôi rất là sẵn lòng giúp đỡ hết sức mà. Với lại tôi muốn nói với các vị rằng căn nhà này của tôi sẵn sàng chào đón các vị mọi lúc, không phải lo lắng. Nơi đây vô cùng riêng tư, rất kín đáo, an toàn, chắc chắn không có ai làm phiền. Ngài thống đốc này, dân, chẳng là chuyện mảnh đất này tôi đã nói với vị thống đốc trước, người đã nghỉ hưu rồi ấy. Tôi không chắc là bây giờ chuyện tới đâu rồi, tôi có thể phiền ngài chiếu cố chút không? Chuyện này thì cậu Bonadai không phải lo lắng. Tôi sẽ lo mọi chuyện cho. Cảm ơn ngài. Sao nào? Giải thích cho tôi nghe xem. Tối qua tôi đang định đi ngủ thì anh Bông lại lái xe tới trước nhà tôi. Anh ấy muốn tới làm rõ chuyện tôi có mâu thuẫn với cô Cát ở công ty.
Mà lúc đó người nhà tôi thức giấc. Tôi không muốn bị chửi và không muốn gặp rắc rối nên mới dội lên xe anh Bồng. Rồi tự nhiên anh ấy lại lái xe tới tận nhà ở Khao Giai. Nhà ở Khao Giai? Bồng còn có nhà ở Khao Giai sao? Là anh ấy bảo anh ấy căng thẳng, không muốn ở một mình. Nếu tôi chịu bầu bạn với anh ấy thì anh ấy sẽ giúp tôi chuyển tên Verafone. Nhưng tôi xin khẳng định tôi không có gì với anh ấy cả. Nhưng cô vẫn ở với anh ấy cả đêm. Vậy cô muốn tôi làm sao? Đó là thời điểm chết mà. Thế tối qua đã xảy ra những chuyện gì? Nếu muốn tôi kể chi tiết từng phút từng giây thì tôi không nhớ được đâu. Tóm lại thì là tôi uống với anh ấy. Nhưng tôi uống có chút xíu thôi. Nhưng chắc là do tôi mệt nên không biết ngủ thiếp đi lúc nào nữa. Nghe mà chẳng tin nổi là cô không có gì với anh ấy, trong khi bản thân đi ngủ lao chạ như thế đó. Tôi nói hết sự thật rồi. Dù cho tôi không nhớ được gì nhưng tôi cũng biết rõ cơ thể mình và biết đã không xảy ra chuyện gì. Và còn lại thì tùy xem cô tin kiểu gì thôi. Tôi không phải là hạng người mà cô phải lo lắng đâu. Chính cô kia khác mới là người mà cô phải đi xử lý đó. Với lại cô gái trong nhà đó nữa. Nói thật nha Chisamai, tôi không quan tâm. Dù là con kia khác hay là con Burin đâu. Dù cho cô có là đồ chơi mới của Bông thì cũng tùy nghiệp chướng của cô thôi. Nhưng điều tôi lo là chuyện cô với Farad cơ. Liên quan gì tới anh con Farad chứ? Farad là người tốt và nó cũng là đứa em tôi yêu quý. Mà tôi cũng thấy là nó vẫn luôn giúp đỡ và hỗ trợ cho cô. Tôi cũng mong là cô sẽ không tổn thương tấm lòng của bên Farad rồi đưa bản thân vào cái vòng luẩn quẩn của Bông. Cảm ơn cô nhiều vì đã cảnh báo. Nhưng tôi đã khẳng định là tôi không có ý gì với anh Bông rồi. Với lại cảm ơn thay anh Bông Farad vì cô vẫn thấy được điểm tốt của anh ấy, trong khi bản thân cô không biết phản bội anh ấy bao nhiêu lần rồi mà. Chisamai, tôi cảnh báo gì có ý tốt đó. Tôi biết mà. Không phải lo cho tao, chỉ là thằng con nhà đại gia, nó không làm được gì tao đâu. Ừ, cảm ơn mày. Mời vào bên trong, cậu Bông đang đợi. Mà tao phải tự lết vào sao? Xin mời. Cậu Bông, khách đã đến rồi à? Xin chào cậu Bông. Chà, trong chỗ này rộng lớn ra nhiều đấy chứ. Mà nhắc đến chuyện lúc trước thì cậu thường hay gọi người của tôi nhỉ? Hôm nay gọi tôi đến là có chuyện gì cần tôi phục vụ đây? Đừng nói là muốn tôi tìm người cho đó. Cho tôi xin chút thời gian nhé. Tôi ngồi tù đã lâu rồi, để tôi ổn định lại đã. Đảm bảo là tôi sẽ để cho cậu Bông làm khách VIP giống như trước đây. Xong lại làm phiền bua. Thì mua là con của tôi mà. Nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Mua đã được tôi chăm sóc. Vậy nên ông không có quyền đụng đến. Mua với tôi không thể cắt đứt được đâu. Cậu Bông cũng có nhiều người mà. Không biết có bao nhiêu phụ nữ xung quanh. Sao lại còn giữ mua lại chứ? Trả mua lại cho tôi đi. Tôi đảm bảo là sẽ không làm phiền gì đến cậu nữa. Những lời tôi vừa nói ông không hiểu hay gì? Ông không có quyền đụng đến. Nói mà cậu không hiểu sao?
Không phải ông vừa nói rằng ông muốn ổn định lại sao? Chuyện này cần dùng đến rất nhiều tiền và quyền lực đấy, thì ông mới có thể trở lại như xưa. Giờ thì ông thử nghĩ xem, ông thật sự muốn làm kẻ thù của tôi thật à? Cậu nói như thế là có ý gì đây cậu Bông? Ông còn có chuyện cần phải nhờ cậy đến tôi. Tôi cũng có chuyện cần nhờ cậy đến ông. Tóm lại là tối qua cái Mai không ngủ ở nhà. Thì Mai đã nói là dậy sớm đi dạo rồi mà mẹ. Vậy con tin nó sao? Nếu mình đã không tin thì mình còn hỏi làm gì ạ? Xin lỗi vì hôm qua tôi đã không trả lời tin nhắn của anh. Tôi mới nhìn thấy nó sáng nay. Thật ra tôi cũng phải xin lỗi anh vì đã có hơi nặng lời. Thôi kệ chuyện đó đi, tôi đã biết chuyện rồi. Chị Thiên đã kể cho tôi nghe. Rốt cuộc chuyện là thế nào mà anh Bông đã đưa cô đi đâu? Thì y như cô Thiên đã kể cho anh nghe đấy. Tôi nói hoàn toàn là sự thật, không có nửa câu nói dối. Anh không tin à? Không có. Nhưng sao cô lại chịu đi cùng anh ấy? Cô cũng biết làm vậy là không an toàn mà. Thôi được rồi, tạm gác chuyện đó lại được không? Bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đủ rồi đấy, cậu Farafone, tôi đâu? Chị mới có nhiêu đây mà đã la đau rồi, còn chưa đáng là bao với việc mày phản bội lại tao đó. Sao mày có thể đem chuyện của tao rao bán cho con Jisama với thằng Paret vậy chứ? Hả? Tại bọn nó dọa tôi, nếu tôi không giúp nó thì nó sẽ tống cả tôi vào tù. Mà lúc đó tôi cũng không nghĩ đến là... Không có nghĩ cái gì hả? Không nghĩ là tao sẽ quay lại làm sếp trong cái công ty này à? Thì cậu đã bị cậu Bông sa thải rồi còn gì? Có thiệt nè. Mày nói cũng đúng. Đúng đấy. Nhưng ta nói cho mày biết cái này, người như tao không có chết dễ dàng thế đâu. Và lần này tao quay trở lại, chống lưng của tao còn to hơn trước nữa. Chống lưng của mày nói đến, có lớn bằng chống lưng của tao không? Sao mày lại trở lại đây? Mày bị đuổi việc rồi không phải sao? Tao không có bị đuổi việc, là tự tao xin nghỉ. Nhưng mày thì sao lại ở đây? Dù đúng là cô Kết đã đề cử mày, nhưng anh Bông đã phê duyệt đâu. Vậy sao mày biết được? Tao biết vì chính anh Bông đã nói với tao đó. Còn có ai trong cái công ty này lớn hơn anh Bông nữa à? Chiếc xe Mai đủ rồi. Rốt cuộc là cô có chuyện gì muốn nói với anh Quan Trai? Gọi tất cả các nhân viên nữ đến họp. Anh Bông có chuyện cần thông báo. Xin chào, tôi tên là Chisamai, là nhân viên phòng pháp chế ở công ty này. Tôi gọi mọi người đến đây là vì tôi có chuyện muốn kể cho mọi người nghe. Và tôi tin rằng có lẽ có một ai đó trong đây cũng gặp trường hợp giống như tôi. Tôi từng suýt bị cưỡng bức,
bởi người sếp cũ của tôi trong công ty này. Đúng vậy, tôi đã để cho chuyện này im ắng ngay từ đầu vì một người quản lý cấp cao, bà cũng cùng là phụ nữ luôn đấy. Người đó đã khuyên tôi nên làm như vậy vì e sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Nhưng mà muốn đổ hết tội lỗi lên mình cô ấy thì cũng không đúng, bởi vì tôi cũng đã quyết định làm như thế. Tôi tin rằng việc giữ kín miệng sẽ giúp cho tôi được an toàn. Nhưng thật sự ra việc làm đó mang lại sự an toàn cho bọn người xấu đã hãm hại tôi thì đúng hơn. Trong khi đó thì tôi phải sống trong những cảm xúc tồi tệ, sống trong sự sợ hãi, cảm giác ghê tởm bản thân qua từng ngày. Chính những điều đó đã khiến cho tôi hiểu được rằng việc giữ im lặng chắc chắn không phải là giải pháp. Kết, cô còn định để cho nó nhăn cụi bao lâu nữa hả? Tôi tin chắc mình không phải là nạn nhân duy nhất của tên khốn nạn đó trong công ty này. Nếu có một ai đó trong công ty này từng bị giống như tôi, hoặc là có biết một ai đó từng gặp phải tên ác mộng giống như tôi, thì xin hãy biết rằng đã đến lúc để chúng ta đứng lên đòi lại công lý, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Đủ rồi đấy. Ai đã ra lệnh chuyện này đến tụ họp thế này trong giờ làm việc? Bonvaret, làm thế này là quá đáng rồi đấy. Có gì đâu chứ, cũng chỉ làm phiền chưa tới 10 phút làm việc của mọi người mà. Chuyện này không liên quan đến việc cậu dùng bao nhiêu thời gian, mà là cậu không có quyền hành gọi nhân viên đến tụ họp như thế này. Đừng khiển trách anh ấy. Chính tôi là người đã bảo anh quan trai gọi tất cả nhân viên đến đây. Vậy sao quan trai? Rốt cuộc là anh làm việc cho ai? Cô nhóc này là người trả lương cho anh hay gì mà lại chịu làm theo lời cô ta hả? Thì Chisamai nói rằng đây là lệnh của cậu Bondanai. Đồ này còn dám đem bông ra làm cái cớ luôn à? Lớn lối quá rồi đấy. Cô nghĩ mình là ai chứ? Không có lấy cớ. Cô đến đây thì tốt, vậy thì có thể nghe cùng nhau luôn. Xin chào tất cả anh chị em nhân viên trong Bonja Group. Chắc mọi người đã được nghe chuyện quan trọng của Chisamai rồi. Hôm nay tôi xin được nói ngắn gọn và trọng tâm luôn nhé. Tôi ủng hộ những gì mà Chisamai đã nói, và bản thân tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi có chuyện như thế này xảy ra ngay trong chính công ty mà tôi yêu quý, mà chuyện còn xảy đến với chính những nhân viên có thể nói không khác gì người nhà của tôi. Vậy nên nếu các bạn có bị sếp hay quản lý cấp cao nào quấy rối tình dục, thì tôi xin hứa rằng tôi sẽ bảo vệ và đòi lại công bằng cho tất cả mọi người, dù là bất kỳ ai đi nữa, nếu có hành vi che giấu hay gây ra sự bất công cho nhân viên, thì tôi sẽ tiến hành khởi kiện đến cùng. Dù người đó có chức vụ cao đến đâu đi nữa, thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp trong chuyện này. Ông Chisamai, mày đã đi ý ô gì với anh Bông mà mày lại có thể thao túng được anh ấy cỡ này chứ? Anh ăn nói cho tử tế đi anh Ferrafon, nếu không muốn bị chịu thêm tội phỉ báng. Tôi nói sự thật, nếu qua anh Bông đến tận trước cửa nhà để đón nó, đưa nhau đi đâu đến tận đâu cũng không biết nữa. Chắc là mày đã phục vụ đến tận tâm can luôn ấy nhỉ? Nên mày nói cái gì thì anh ấy cũng tin đến mức này. Này, nỗi nóng đến mức này. Đây, tôi còn chưa kịp nói một lời nào luôn ấy, chẳng ai đã làm chuyện đồi bại với tôi. Anh muốn thông báo đến mức vậy luôn sao? Đủ rồi, mọi người quay lại làm việc đi. Và đừng để cho tôi nghe thấy có ai nhắc đến chuyện điên khùng nhảm nhí này nữa, hiểu chưa? Nhưng đây là sự thật. Tên Ferrafon từng cưỡng bức tôi, rồi hắn còn hù dọa rằng nếu đem chuyện này nói ra thì hắn sẽ đem những hình ảnh khỏa thân của tôi ra để uy hiếp. Tôi không nói ra cũng là vì tôi sợ. Nhưng từ giờ tôi sẽ không sợ nữa. Tôi sẽ chiến đấu.
chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Bạn của tôi đã nghỉ việc, cũng bị. Tôi cũng bị. Tôi nữa, tôi cũng thấy. Hắn không có cưỡng bức tôi, nhưng hắn từng quấy rối tôi. Không đúng, bọn mày nói dối, tao không có làm. Mọi người đã ra mặt đến mức này rồi mà mày vẫn còn chối nữa sao? Ôi trời. Nhưng cũng mặc thôi, đúng sai gì cứ để cho tòa phán quyết. Chắc chắn bọn tao sẽ kiện mày. Tôi với. Vì tôi cũng là nạn nhân của hắn. Này, tôi xin lỗi cô Kết nhé. Tôi biết là cô không muốn tôi nói chuyện này ra, nhưng tôi thật sự không chịu nổi. Tôi vẫn luôn gặp ác mộng vì chuyện đó. Xin hãy hiểu cho tôi. Kiểu này thì không chỉ mình tôi nữa rồi. Đến nhân viên luôn kề cận bên cô mà cô cũng bắt cô ấy giữ kín miệng. Cô luôn biết hết mọi việc làm xấu xa của hắn. Cô không những không xử lý chuyện này cho đúng đắn, giờ cô còn đưa nó về làm cố vấn nữa chứ. Đây sao? Thành tích của nữ điều hành giỏi giang của Bonja Group. Để cho tên cưỡng bức phụ nữ được nhẫn nhơn. Đã vậy còn bắt tất cả những người phụ nữ ở đây bị hãm hại mà không được có cảm nhận gì hết. Cưỡng bức cái gì chứ? Tao không có làm. Chính bọn mày đến dụ dỗ tao trước. Nói điên khùng gì thế? Nếu không phải bọn mày dụ dỗ thì tao thèm mà. Thằng khốn. Thằng khốn, đồ chơi trẻ. Anh đứng đây suy nghĩ gì thế? Gây ra hỗn loạn cũng mấy tiếng rồi, nên tôi muốn ra đây để suy nghĩ một lát. Tôi đã tụ hợp được các nạn nhân rồi đấy. Theo như tính sơ qua thì có thể đủ để tiến hành khởi kiện rồi. Rốt cuộc cô đã chịu nói cho tôi biết chuyện tối qua là như thế nào chưa? Tại sao cô lại chịu đi theo anh Bông? Trong khi cô, tôi không hề chấp thuận. Tôi không được chọn lựa đi theo. Từ nhà anh ta đến trước nhà tôi, nhấn chuông nhà tôi. Tôi sợ bị bà mắng nên mới vội leo lên xe. Nhưng tôi không hề biết anh ta sẽ đưa tôi đi đâu. Tự nhiên anh ta lại đưa tôi đi. Bảo tôi phải nhảy ra khỏi xe hay chạy trốn gì tôi cũng không thể. Tôi biết là nghe chuyện này không hợp lý chút nào. Nhưng cuối cùng tôi đã an toàn trở về rồi đây. Ý cô muốn nói là cô uống say nên không còn nhớ gì hết nữa ấy à? Tôi với anh Bông thật sự không có đi quá giới hạn gì hết. Đây là thân thể của tôi phải biết đã có chuyện gì chứ. Vậy tại sao anh Bông lại chịu giúp đỡ cô? Cô có gì để báo đáp anh ấy sao? Nếu câu hỏi này là một lời cáo buộc, thì có lẽ tôi đã nghĩ nó xuất phát từ người phụ nữ của anh Bông, chứ không phải là từ anh. Ai hỏi không quan trọng. Quan trọng ở chính câu trả lời của cô kìa, bao gồm cả việc làm của cô nữa. Sao chứ? Việc một người phụ nữ có được thứ gì đó thì phải do đánh đổi bản thân hay sao? Rồi thì sao nào? Nếu việc đó có thể giúp tôi xử lý được tên Ferrofon thì sao tôi lại không làm chứ? Vậy cũng có nghĩa là tôi chấp nhận làm tất cả mọi thứ để thắng vụ này, mà không quan tâm đến việc cô phải cầu xin sự giúp đỡ từ ai hay phải đánh đổi thứ gì hay sao? Chắc là vậy đấy. Nếu là như vậy thì tôi thật sự rất thất vọng về cô. Vậy anh hy vọng gì ở tôi chứ? Hy vọng tôi kiên định với nguyên tắc của anh sao? Tôi đã nói rồi mà. Nếu anh thấy không tiện theo vụ này với tôi nữa, thì để tôi nhờ anh Bông tìm luật sư mới cho cũng được. Này, cô tin tưởng anh Bông đến vậy sao? Cô cũng biết anh ấy đã tổn thương biết bao nhiêu người phụ nữ rồi.
Cô nghĩ anh ấy thật lòng muốn giúp cô à? Nhưng theo như tôi thấy thì anh ấy đã giúp tôi được rất nhiều đấy. Tôi biết rằng anh ghét anh trai của mình. Vì lý do gì đi nữa thì cũng vậy. Nhưng với tôi thì tôi không thấy anh ấy xấu xa đến mức đó. Đúng vậy, anh ấy có nhiều người phụ nữ trăng qua. Nhưng ấy cũng đâu có đi bắt ép ai quấy rối gì họ. Tôi chỉ thấy những người đó chọn ở bên anh ấy, bao gồm cả cô. Cũng chọn anh ấy đúng không? Nếu phải thì sao? Anh định nói là tôi sai, tôi ngu xuẩn. Nói tôi phải nghĩ y như anh nghĩ. Cấm tôi làm cái việc mà cái tôi của anh bảo rằng nó sai trái đúng không? Anh bảo rằng anh trai mình tồi tệ, nhưng tôi nghĩ ở một mặt nào đó anh còn tệ hơn cả anh ấy nữa. Ít nhất thì anh Bông cũng chưa từng xem thường hay hạ nhục nhân phẩm phụ nữ như anh. Chisamai, cô đang chơi với lửa đấy. Ngọn lửa đó có thể rất đẹp, nhưng cũng chính ngọn lửa đó sẽ thiêu sống cô. Thì cứ để tôi chết trong đống lửa tôi đã chọn đi. Thế cũng còn hơn là dùng dãy trong đống lửa người khác ném vào. Có lẽ tôi đã nghĩ như vậy đây. Nghe máy đi chứ. Cuối cùng cũng nghe máy nhỉ Bông. Anh mãi làm chuyện gì vậy? Anh không rảnh. Mãi lấy lòng công chúa Samai chứ gì. Anh làm đến mức này luôn sao Bông? Anh dám mạo hiểm công ty vì một người phụ nữ sao? Não em bây giờ không nghĩ được gì ngoài chuyện này sao Kết? Anh làm điều đúng đắn thôi. Làm điều đúng đắn. Nói hoa mỹ quá đó Bông. Người như anh mà làm gì đúng nghĩa. Em không tin. Em không tin nhưng chiếc xe mai thì có. Và các nữ nhân viên trong công ty cũng tin. Nhưng anh không hỏi ý em gì cả. Và anh còn dám để nó qua mặt em thế này. Em không thể chấp nhận được đâu Bông. Không chấp nhận nổi thì sao chứ Kết? Đây là công ty của anh.